tài xế Forenser nhận mưa lời khen vì hành động đẹp giữa dịch Covid-19. Hình ảnh nam thanh niên bước xuống từ chiếc bán tải Forenser rồi lấy ra một túi quà lớn đem tặng cho người đàn ông bán vé số bên đường đã nhận được vô vàn lời khen trên mạng xã hội. Video gây xúc động trên được ghi lại bởi camera hành trình của một chiếc ô tô đi phía sau. Theo đó, chiếc Forenser màu trắng đi đến ngã tư Miếu Ông Phủ, Thuận An, Bình Dương thì gặp hai ông cháu đang bán vé số bên đường. Lúc này, ngoài trời vừa ngớt cơn mưa. Trước tình cảnh đó, chiếc xe bán tải phía trước đã dừng lại. Sau đó, người đàn ông từ bên ghế phụ bước ra, lấy từ thùng xe một túi quà lớn để đem tặng cho ông cụ. Anh sau đó tiếp tục lên xe và di chuyển. Được chia sẻ trong một nhóm Facebook, video trên đã thu hút hơn 10.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận. Hỏi phải gỡ khẩu trang cũng biết anh đi xe bán tải đẹp trai. Tài khoản Tiên Tiên chia sẻ đoạn clip trên cùng lời bình. Nhìn phía sau thùng còn nhiều túi lắp, chắc đang đi ship cho bà con khó khăn. Khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, những hành động thế này càng trở nên đáng quý. Mình là người xem video thôi cũng thấy ấm lòng. Còn người nhận được hỗ trợ thế này sẽ ấm cả bụng nữa. Nick Facebook Vũ Đình Hưng viết. Theo chia sẻ của một số thành viên trên mạng xã hội, nam thanh niên trên chiếc xe bán tải là một trong những thành viên của hội Forenser Zapter Bình Dương. Trong thời gian qua, nhóm đã có nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa, không chỉ cho quà người gặp khó khăn, các thành viên trong nhóm còn hỗ trợ thu mua nông sản và lại đem tặng các hoàn cảnh đặc biệt khác. Nhóm cùng với các mạnh thường quân đã hoạt động rất tích cực, nhất là trong thời điểm bà con chịu ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19, một người ở Bình Dương cho biết.